Đây là đạo diễn Nguyễn Đào Tâm Anh. Anh cùng ekip của mình đang thực hiện những cảnh quay trong bộ phim truyền hình Đời Người Mỹ Gốc Việt, một bộ phim được phát hành chủ yếu trên YouTube và một số đài địa phương của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Từ những năm 2000, có một làn sóng các đạo diễn, diễn viên người Mỹ gốc Việt quay trở lại Việt Nam làm nghề. Tại đây, với những kiến thức, kinh nghiệm làm phim tại Hollywood, họ nhanh chóng chinh phục được khán giả quê nhà. Còn Tâm Anh thì chọn con đường ngược lại. Tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh tại Việt Nam 8 năm về trước, chàng đạo diễn trẻ tạm gác ước mơ theo vợ sang Mỹ định cư. Hiện tại đó thì trong 8-9 năm qua tôi có mặt định cư ở Mỹ đó, thì tôi làm về các cái quảng cáo cho 30 giây có, 1 phút có và các cái talk show để cung cấp cho khoảng trên 10 đài TV, radio và báo chí. Sau từng ấy năm, giờ Tâm Anh mới có thể thực hiện được mong muốn ấp ủ bấy lâu, đó là làm phim truyền hình cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Cái cộng đồng người Việt đến Mỹ định cư đã tới thời điểm này đó là đã 42 năm rồi, thì phim ảnh phải ra đời. Thì tôi muốn hình thành nên dòng phim truyền hình và tôi biết rằng là chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi ở đây mà đạo diễn Tâm Anh nhắc đến có thể là một người làm về marketing, một người làm chủ tiệm spa hay thậm chí là một vị luật sư. Bởi để kiếm được một người diễn viên chuyên nghiệp, tức là đóng phim để kiếm sống trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt là việc không dễ dàng. Làm cái nghề diễn viên á, thì cũng đã được cũng phải hơn 30 năm rồi. Tại vì cơm áo gạo tiền thì ở bên Mỹ này mình lúc nào cũng phải lo những người nghệ sĩ không được làm nghệ sĩ để mà sinh sống, mà phải làm những cái nghề khác. Sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam thời gian gần đây đã thu hút rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại về quê hương làm nghề. Vô hình chung để lại một khoảng trống không nhỏ trong làng giải trí phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ. Và những người như đạo diễn Tâm Anh đang có tham vọng lấp đầy khoảng trống đó bằng những gương mặt mới sang Mỹ định cư. Thì tôi có những người diễn viên từ Việt Nam qua định cư 5-10 năm nay, hoặc là họ vẫn còn khát vọng về nghề, thì tôi sâu chuỗi mời gọi họ lại. Vừa theo đuổi nghệ thuật, vừa để tồn tại nơi đất khách quê người, luôn là một bài toán khó. Đạo diễn Tâm Anh đã phần nào làm được điều này. Vùng đất này là tôi phải sinh sống, phải tồn tại. Cho nên tôi muốn làm những cái, biến những cái không thể thành có thể. Liệu cái có thể của đạo diễn Tâm Anh có thể thành công hay không? Thời gian sẽ có câu trả lời. Nhưng ít nhất cho tới thời điểm này, những người đi ngược dòng nước như anh và ekip đã và đang đem lại một làn gió mới cho thị trường giải trí của cộng đồng người Việt tại Mỹ.